Xin chào cả nhà nhá. Đây, xin hôm nay xin giới thiệu với cả nhà mình là đây là những con IC đánh lửa. IC đánh lửa dùng cho xe chạy chế nhá. Đấy, các bác nào mà làm cái dòng này rồi thì nhìn phát là biết ngay này. Đấy, IC đánh lửa bãi của Denso nhá. Hàng Nhật luôn. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Em sẽ hướng dẫn cách đấu các nắp cho. Đây, con này là IC vầng trăng Mitsubishi nhá. Đây, để về chế và cho những cái loại xe này là xe dép của Mỹ nhá. Đây. Đây là mô-bin của mô-bin Matiz 3 hàng bãi nhá. Mô-bin Matiz 3 hàng bãi. Đấy, về được 3 con. Lọc xăng xịn của Kia Morning từ những năm 2005 đến 2017 dùng chung nhá. Hàng chính hãng luôn. Ship toàn quốc. Đây có 3 con máy phát này thì có 2 con của Camry 88, Honda Civic, Honda Accord dùng chung này. Dây 5BK này. Đấy, một con Civic 1.8 này. Đây là dây tổng của xe Honda City đời 2017 nha. Đấy, dây xịn, dây thường có hết. Đây là xương lên kính của xe Innova nhá, phía sau nhá, xương lên kính Innova. Còn đây là má phanh sau của xe Vitara nhá. Má phanh sau Vitara. Hàng cánh buồm nhá, cánh buồm MK của Nhật nhá. Rồi, các bác có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại này. Mình ship toàn quốc nhá. Cảm ơn mọi người nhá.